Toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong, được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu donate cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 69 Sau khi ngộ ra được chân lý, Triệu Mãn Duyên lập tức giúp đỡ Mạc Phàm tìm kiếm hướng 7 giờ, con đang lắc lư phía bên trái để tôi đánh dấu cho cậu. Lực quan sát của Triệu Mãn Duyên cũng rất tốt, lập tức nhìn ra một con. Một cái quang diệu được ném về phía con quái vượn có lông vàng, khi quang diệu chạm vào trên thân, lập tức biến thành hình một mũi tên chỉ điểm, nhìn vô cùng bắt mắt. Làm tốt lắm, Mạc Phàm khóa chặt con quái vượn có trỏm lông vàng. Con hàng này cũng ý thức được mình đã bị phát giác, đang tìm cách rút lui, Mạc Phàm định hướng vô cùng chuẩn xác, đập một đòn xuống dưới mặt đất con quái vượn vừa định chạy trốn, đột nhiên mặt đất dưới chân nó nứt mở, một cỗ dung nha mãnh liệt lập tức trào ra, triệt để nuốt gọn con quái vượn lông vàng này. Đoạn đường phía đột nhiên trống trải hơn hẳn, Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên nhanh chóng xông lên, rất nhanh đã xuống đến gần khu vực lòng chảo. Từ vị trí này nhìn lên, đã có thể trông thấy toàn bộ khung cảnh của mạch khoáng, mà ở nơi này toàn bộ đều là quái vượn. Bọn chúng giống như đang tổ chức một buổi hội nghị thượng đỉnh ở đây, mấy cái lối vào hầm mỏ đều bị chúng quay chặt như nêm cối. Tiếng gầm của chúng mạnh như tiếng sét, khiến cho một khu vực rộng lớn đều phải rung lên bần bật. Triệu Mãn Duyên đã biết quy luật, rất là năng nổ trong việc chỉ điểm cho Mạc Phàm, nếu đổi lại là trước đó, gặp cảnh này hắn đã co cẳng chạy mất xác rồi. "Đã tìm được, để tôi đánh dấu." Quang diệu trong tay Triệu Mãn Duyên lập tức bay đi, lập tức đánh dấu hết thảy những con vượn có lông vàng. "Quang hệ còn có tác dụng này sao?" Mạc Phàm kinh ngạc hỏi. "Tất nhiên, đừng bao giờ đánh giá thấp quang hệ." Triệu Mãn Duyên tự tin cười một tiếng vậy chúng ta hành động nhanh lên, nếu để cho đại quân chúng nó đến đây, chúng ta sẽ rất khó đối phó, Mạc Phàm nói. Quái vượn nhiều lên sẽ khiến cho việc ứng phó và đánh dấu khó hơn, hai người họ đương nhiên sẽ lâm vào khốn cảnh, cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Có hai người đang hướng về nơi này, một pháp sư của mạch khoáng nói. Hai, hai người. Chủ quản mạch khoáng sửng sốt. Đúng là hai người. Mấy tên pháp sư của mạch khoáng đang đứng ở gần kết giới, Xuyên qua tầng kết giới có thể nhìn được một góc ở bên ngoài. Trong tầm nhìn đó, bọn họ thấy có hai vị pháp sư vô cùng trẻ tuổi đang đánh tới đây, một cái nhấc tay của hai người này, liền có mấy con quái vượn tan thành cát bụi, nhìn họ thật giống như đang nghịch cát. Một màn này khiến cho tất cả mọi người trong hầm mỏ đều không thể tin, chẳng lẽ là có pháp sư siêu giai trí tôn đến cứu họ rồi ư? Nhưng còn trẻ như vậy mà đã là pháp sư trí tôn rồi sao? Mở kết giới, cho ta vào. Mạc Phàm vừa diệt một đám quái vượn, vừa hướng về hầm mỏ hô to một câu. Mấy pháp sư mạch khoáng vẫn là nơm nớp lo sợ như cũ, không ai dám phá bỏ kết giới. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng ép giết tới mỏ quặng. Giờ phút này quái vượn đã quá đông, không thể tìm được con có trỏm lông vàng, bọn hắn nhất định phải nhanh chui vào hầm mỏ. Xem ra nếu không giải quyết hết bọn này, họ sẽ không mở kết giới. "Mạc Phàm, cẩn thận phía sau." Triệu Mãn Duyên ném ra quang diệu đánh dấu hai con quái vượn có trỏm lông vàng ở phía sau. Lui tán, hai tay Mạc Phàm thông suốt mở ra, cuốn lên một trận sóng không gian vô cùng to lớn, đánh ra bốn phía, đem toàn bộ nhóm quái vượn đẩy lui ra ngoài. Ánh mắt quét qua, lập tức nhìn thấy hai con quái vượn mà Triệu Mãn Duyên đã đánh dấu, một cuốn sách phác họa lôi hệ được ném ra ngoài, điện quang chớp loạn, phích lực bay múa. Một tia chớp tật quang lao vùn vụt mà ra, liên tiếp đánh xuyên mấy chục con quái vượn trên một đường thẳng. Hiển nhiên trong số đó cũng bao gồm cả hai con quái vượn đã được đánh dấu. Một số lượng lớn quái vượn biến mất ngay tại chỗ, mọi người cảm giác như vừa mới tỉnh ngủ từ cơn ác mộng, xung quanh đều trống trải, cái gì cũng không có. Mạnh, mạnh quá. Pháp sư Mạch Khoáng nhìn thấy cảnh này, tinh thần chấn động còn hơn là gặp được thiên nhân. Còn không mở kết giới, Mạc Phàm giống lớn một tiếng. Mấy pháp sư Mạch Khoáng lúc này mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng mở kết giới, để Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên tiến vào hầm mỏ hai vị thánh sư là đến đây cứu chúng tôi sao? Kết giới này đã sắp không chống đỡ được bao lâu nữa rồi, người chủ quản vô cùng kích động nói. Những công nhân bên trong cũng là lệ ướt bờ mi, còn ngỡ là kiếp này coi như bỏ, đang chuẩn bị tinh thần dâng hiến bản thân làm bữa ngon cho quái vượn. Trước tiên đừng nói nhiều như vậy, mọi người đi tìm người này ra giúp tôi, Mạc Phàm lấy ra một tấm chân dung, đưa cho chủ quản mạch khoáng. Hình ảnh này Mạc Phàm đã tra được từ bên mặc đặc, trên tư liệu cho thấy, hắn là một công nhân ham ăn lười làm, cũng không hiểu là hắn đã xâm nhập cấm địa và ăn cắp bảo bối như thế nào đây chẳng phải là xeo tôn sao tìm anh ta làm cái gì lão chủ quản không hiểu hỏi không nên hỏi thì đừng hỏi muốn sống thì mau đi đi mạc phàm không nhịn được mà gắt tên chủ quản đã tận mắt chứng kiến năng lực của mạc phàm thấy hắn tức giận thì cũng không dám nhiều lời vội vàng sai mấy pháp sư mạch khoáng đi tìm kẻ kia mặc dù trong hầm mỏ có hơn ba công nhân nhưng một khi đã biết danh tự chuyện tìm được cũng không tính là quá khó tên công nhân tham ăn lười làm rất nhanh đã bị tìm ra mấy pháp sư mạch khoáng mang hắn tới cho mạc phàm và lão triệu quan sát một phen chính là ông ta triệu mãn duyên rất là khẳng định nói với mạc phàm tên trộm này ngay từ đầu còn giả vờ ngây thơ vô tội cho đến khi hắn ý thức được hành vi của mình đã bị bại lộ hắn lập tức vùng vẫy khỏi hai pháp sư mạch khoáng vội vã chạy trốn vào bên trong hầm mỏ còn muốn chạy chọc ra một mầm họa lớn như vậy lúc này còn không chịu hối cải thật sự muốn để ba người bồi táng cùng với ông hay sao Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, cự ảnh đinh trong tay lập tức bay ra ngoài. Cự ảnh đinh lập tức cố định lại xeo tôn, không cho hắn có thể nhúc nhích một chút nào. Triệu Mãn Duyên lập tức đi theo, đưa tay lục lọi khắp người cái tên ham ăn lười làm. Các ngươi muốn làm gì, dựa vào đâu mà bắt giữ ta? Xeo tôn bỗng nhiên kêu lớn lên. Triệu Mãn Duyên quay đầu lại, co mày nói. Mạc Phàm, đồ không ở trên người ông ta. Dựa vào giá trị của vật đó, ông ta nhất định giấu không xa, chắc chắn vẫn còn ở trong động, mạc phàm nói tên trộm này chỉ là một người bình thường cũng không biết đã đi vào cấm địa bằng cách nào nhưng thời điểm hắn trộm bảo vật chắc chắn đã bị truy đuổi khi hắn trở lại mạch khoáng thì bỏ bê công việc hơn phân nửa là đã mang vật kia đi gấu còn nơi nào tốt hơn một cái mỏ khoáng thạch này chứ sau khi chủ quản mạch khoáng biết sự tình lập tức phát động tất cả công nhân đi tìm kiếm trong mỏ mọi người đều là vì mạng sống cho nên rất ra sức tìm kiếm cho dù có phải đào sâu ba thước đất cũng phải tìm cho ra hiển nhiên là không lâu sau một công nhân đã tìm được bảo vật nạp tư tạp trong một hốc đá, tên trộm khi thấy mình đã giấu kỹ như vậy mà vẫn bị đào ra, cả khuôn mặt đều biến sắc. Các ngươi, các ngươi không thể như vậy, tên trộm bỗng nhiên phát cùng gào lên. Nếu tôi đoán không sai, ông hẳn là hậu duệ của cổ tộc Ấn Độ, Mạc Phàm nhìn chằm chằm tên trộm, bỗng nhiên chất vấn. Sao cậu biết, tên trộm bỗng nhiên sửng sốt, hắn không nghĩ tới Mạc Phàm có thể nhìn thấu thân phận của hắn. Ông không thấy mình đáng xấu hổ sao? Sỉ nhục biểu trưng hoa ly phạm trên người mình, mạc phàm nói đó chẳng phải là đóa hoa mà tương thiểu như luôn tâm niệm sao triệu mãn duyên hỏi đúng vậy đây cũng là lý do vì dông ta có thể an toàn đi vào cấm địa nạp tư tạp mạc phàm nói phòng ngày phòng đêm trộm nhà khó phòng mạc phàm biết thân phận của hắn là thông qua linh linh thông qua những tài liệu liên quan khi cô bé nghiên cứu thời quang tri dịch bảo vật mà tổ tiên bảo vệ cũng dám trộm ông đúng là gan to bằng trời triệu mãn duyên gắt sau khi đã bắt được tên trộm đoạt lại bảo vật, Mạc Phàm liền cùng Triệu Mãn Duyên bay đến cấm địa Nạp Tư Tạp, chứ còn chờ phi công trẻ ngày răng đồ đưa đi, không biết chừng chưa đến Nạp Tư Tạp thì đã quy về đất mẹ hết rồi. Tại thời điểm Mạc Phàm hoàn trả con mắt vào đúng vị trí, bỗng nhiên có một luồng chớp giật màu xanh tím lóe ra từ vị trí con mắt, theo sau đó là vô số con quái xuất hiện từ hư không, chúng lao vùn vụt từ dưới chân Mạc Phàm để bay lên bầu trời. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc đó thì ngày biến thành đêm, cả bầu trời xanh đã bị bao phủ bởi đàn quái điểu đây chắc hẳn chính là lực lượng tấn công lần thứ năm của nạp tư tạp rồi ngay khi mặc phàm còn đang kinh ngạc với cảnh tượng này đột nhiên toàn bộ bầu trời lại xanh thẳm như lúc ban đầu không hề còn một con quái điều nào nữa hệt như thể chúng đã đồng loạt biến mất sau một cái chớp mắt may mắn thay tất cả đều đã dừng lại và đúng như lời nam giác nói khi mọi thứ được trả về chỗ cũ ngay cả những thành phố đang bị tấn công cũng trở lại bình yên những công nhân ở mỏ khoáng arien cũng được giải cứu và khoảnh khắc khi họ được nhìn thấy bầu trời một lần nữa họ đã không thể không gieo hò. Kết thúc video, các bạn đang nghe chuyện toàn chức Pháp Sư trên kênh Triệu Gia. Chuyện được dịch bởi đặt Lê Viu. Triệu Gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện. Rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại trên kênh Triệu Gia.